phim trường của đài truyền hình VNTV. Lưu Việt Hùng xin được kính chào tất quý vị. Trong những ngày đầu tháng 12, hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ trở lại với nàng kiều nữ bolero xinh đẹp của chúng tôi, thưa quý vị, nữ ca sĩ Ngọc Lan. Chào Ngọc Lan. Em chào anh Hùng. Chào Ngọc Lan, được gửi lời chào thân thương nhất đến khán giả của đài VNA. Dạ. Xin được chào đón em trở lại với khách mời âm nhạc. Và không biết là em đã chuẩn bị như thế nào cho cái show tuần sau của em? Cũng ready hết rồi đó anh, nhưng mà cũng hơi bận bịu tí. Tạ. Vâng, thưa quý vị, tuần sau thì Ngọc Lan sẽ có một cái chương trình trình làng cuốn CD kèm DVD luôn đúng không? Hay là chỉ có CD không? CD thôi. Chỉ có CD đúng không? Cái tựa đề của CD đó là gì nhỉ? Tựa đề của CD của em sắp ra mắt là Nặng Gánh Sang Ngang. Nặng Gánh Sang Ngang. Em cho ra một cái bolero, một cái remix luôn. Ồ, tức là song song. Dạ. Vừa có CD, CD bình thường và một cái CD là remix luôn. Remix luôn. Trong tuần sau là sẽ có luôn hai cuốn CD đó. Dạ. Vâng, quý vị đang thấy trên màn ảnh của chúng tôi là tấm poster để giới thiệu về cái đêm nhạc của Ngọc Lan tuần sau. Vâng, thưa quý vị, thứ sáu ngày 13 tháng 12 tại khu vũ trường Blue trên đường Beat, thưa quý vị, hình ảnh quý vị đang thấy trên màn ảnh của chúng tôi là một tấm poster với rất nhiều các anh chị em nghệ sĩ. Gần như là một mình Ngọc Lan là ở giữa, còn xung quanh là rất nhiều trọng hoàng tử nè, rất nhiều người bạn thân thiết đều có mặt nè, để chúc mừng cho cái đêm ra mắt CD của Ngọc Lan, Nặng Gánh Sang Ngang. Mình nói chút xíu về cái ca khúc chủ đề này đi. Đây là ca khúc em đặt hàng nhạc sĩ hay là nhạc sĩ viết cho em? Em có một nhạc sĩ tên là Lâm Trọng Tường, rất là mến thương, rất là quý em đúng không? Rất là quý em. Thì cái nội dung á thì em đưa ra, nhưng mà anh cái chú nhạc sĩ Lâm Trọng Tường câu chuyện là anh sẽ chủ động anh viết. Cái câu chuyện em nói về em muốn viết như vậy thì nhạc sĩ viết cho em rồi tặng riêng cho em. Độc vâng, quyền, thưa quý vị, Nặng Gánh Sang Ngang nghe là thấy cái thân phận người phụ nữ phải lấy chồng vì một cái điều gì đó, vì nợ nần, vì nghèo. Cha mẹ nghèo, bệnh, nói chung từ xưa đến giờ, với quý vị có nhắc tới Ngọc Lan là toàn nhắc đến ca khúc nói về thân phận phụ nữ, về phụ bạc, rồi vì cha, vì mẹ phải đi lấy chồng xa xứ. Cho tới bây giờ là vâng, thưa quý vị, lại Nặng Gánh Sang Ngang. Quý vị sẽ lại thấy một Ngọc Lan hình như là nhìn thì mỏng manh như vậy, bên trong rất là kiên cường đúng không? Hy sinh vì những điều tốt đẹp hơn cho gia đình của mình, cho tương lai của gia đình mình mà thoát nghèo đúng không? Nhắc về cái chuyện thoát nghèo thì thực sự là ai cũng đều đã có những năm tháng mà chúng ta nghĩ lại là thấy kinh hoàng đúng không? Đúng. Tại sao có những thời điểm chúng ta lại nghèo đến như thế, có những thời điểm mà cuộc đời chúng ta lại cực đến như thế đúng không? Và bao giờ mà hết nghèo, bao giờ mà hết cực? Ngồi ở đây, vâng thưa quý vị, chúng tôi đang ngồi ở những cái tháng bắt đầu lễ hội rồi, vô tháng 12 là bắt đầu là những ngày lễ Tết sắp đến rồi. Thì chúng tôi xin mời quý vị một lần nữa nhớ dùng ngày thứ 6 ngày 13 tháng 12 đến với khu vũ trường Blue trên đường Beat. Vâng thưa quý vị, để chúc mừng cho Ngọc Lan trong cái đêm mini live show Nặng Gánh Sang Ngang, để giới thiệu cho quý vị hai cuốn CD cùng một lúc. Một cuốn CD version gọi là rất là căn bản, rất là bình thường đúng không? Với những bolero, cái điệu bolero thuần túy. Và cuốn CD thứ hai là vâng thưa quý vị là một Ngọc Lan rất khác. Đây cũng là một những cái điểm mà quý vị thấy rất mới mẻ ở Ngọc Lan. Quý vị thấy một Ngọc Lan hoàn toàn mới. Đúng không? Phá cách hơn. Gọi là năng động hơn và sexy hơn đúng không? Dạ đúng. Cái này chắc là được mọi người chia sẻ nhiều quá, chứ bây giờ bắt buộc phải ra cuộc series remix. Bởi vì ai cũng nói là Ngọc Lan ngoài đời quá là sexy, quá là gợi cảm. Mà tại sao tối ngày cứ phải mặc áo dài, cứ phải đóng như thân phận người phụ nữ mà không được đẹp đúng không? Rồi là em thực hiện hai cuộc series trong vòng bao lâu? Cũng lâu anh, em thì cứ... Cũng gần cả năm trời đúng không? Dạ đúng rồi, thu nhạc rồi mix rồi làm bìa ảnh, nói chung là... Mất rất nhiều thời gian. Thời gian tốn kém, nhưng mà em rất là vui thì em đã thực hiện được ước mơ của mình. Thôi bây giờ mình hãy đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Ngọc Lan mang tới đi. Một music video rất hay, đó là chủ đề của cuốn CD sắp phát hành của Ngọc Lan, thưa quý vị. Nặng Gánh Sang Ngang, tôi thưởng thức quý vị nhé, xin mời. Cứ sao tình
thương cha mẹ gian nan nghèo khó. Trả nợ duyên.